này mình cần ở dưới này, quay thẳng nhanh và chụp thẳng nhanh cái thứ này. Rồi mình ngửa lên. Mình sửa mấy lần rồi ta? Hai lần. Lần này là lần thứ ba, trước là sửa mũi bọc sụn nào, có làm cấu trúc xong rồi bán cấu trúc. À, trước sửa ở đâu? Sửa ba không? Dạ. Ba sửa thứ ba hả? Cắt cánh luôn rồi. Chùm thứ ba. Thay quen rồi. Tại là không biết là sang bên phải lộ sóng nhiều, trụ nghiêng. Nghiêng. Sang bên phải. Nguyên nhân là do trụ đầu mũi quá yếu, không có gì giữ. Rồi, đây là bạn khách hàng đã từng sửa mũi hai lần. Từ bán là từ cấu trúc rồi lại chuyển sang bán cấu trúc. Rồi cuối cùng giờ đến bác sĩ Huy để làm mũi cấu trúc sụn sườn. Nguyên nhân sửa mũi lại là bởi vì thứ nhất là mọi người thấy là nó rất là lộ sóng này. Nhìn thẳng này. Lộ sóng. Lộ dọc cái sóng bên lệch sang bên phải. Cái sóng lệch sang bên phải. Trụ mũi lệch sang bên phải, hai lỗ mũi không có đều nhau. Nguyên nhân trụ lệch thế này là do không có gì đỡ ở dưới, trụ không có nên nó rất là yếu, nó không đỡ được. Chính vì không đỡ được nên nó bẻ quẹo cái đầu của cái sụn nhân tạo silicon này sang bên phải, cho nên là cả cái sóng nó lệch theo. Rồi và nhìn nghiêng thì như mọi người thấy là cái đầu mũi nó cụp xuống, không có độ cao, không có độ quay. Vậy thì mục tiêu của mình làm là gì? Mục tiêu của mình trước hết là mình chỉnh cái trụ mũi cho nó thẳng lên. Trụ mũi, tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ trụ mũi. Trụ mũi thẳng lên, khi mà trụ mũi thẳng lên thì lỗ mũi nó sẽ đều nhau hơn và nó dựng đứng hình hạt chanh như thế này, khoa mũi nó trở hình chữ A này. Khi mà đầu mũi nó thẳng rồi thì mình sẽ làm khối sụn vào đúng vị trí của cái thẳng của trụ mũi, nó thẳng lên và từ đó mình sẽ đặt cái sóng thẳng lại, nó sẽ như thế này. Cuối cùng là trong tư thế nhìn lên là cái sóng sẽ như thế này. Đó. Và khi mà cúi xuống nhìn thẳng thì nó cũng sẽ thẳng như thế này. Đấy, và nhìn nghiêng thì đầu mũi đó, nó sẽ bay lên như thế. Tất nhiên nó sẽ đẹp hơn cái này, bởi vì bây giờ cái này là trong nó đang có silicone nó đẩy lên, cho nên mình chưa nhìn thấy cái dáng mũi nghiêng đẹp. Nhưng mà khi làm xong thì nó sẽ đẹp, nó bay đầu mũi lên. Đó. Và mình sẽ được bọc cân fascia ở hai bên này, hai lớp thật là dày để mình hạn chế được, giảm đi cái tình trạng độ sóng này rất là nhiều. Đó, mọi người thấy tình trạng độ sóng nó làm sâu hai mắt, làm già đi rất là nhiều. Rồi. Đấy, kết quả sau mổ đạt được là sẽ được như thế nha.